là ca sĩ thì đã có con rồi. Bây giờ mình liệt kê những ca sĩ có con. Cho em hỏi là em bé thiệt không hay là cứ búp bê thôi? Búp bê em. Nhưng khi ca sĩ này thích chơi búp bê thì sao? Ủa vậy là có nghĩa là giọng hát này là nam và gái xong rồi hát giọng nữ? Nhưng mà lúc đầu có chi tiết là tự nhiên cầm mấy bộ trang phục xong rồi để lên trên mấy cái móc. À bán hàng online. Bán hàng online. Em bán quần áo. Vợ của em. Vợ quần vợ tôi. Không biết hát. Hát được anh. Hát được không? Hát được nha, chương trình ép là hát được. Chương trình ép là hát được. Thấy giống lắm nha. Mới sinh con. Mới sinh con. Trời ơi. Bồng con trên người. Mà móc móc quần áo. Bán hàng online. Bây giờ bây giờ không khí vào không phải em nghe móc quần áo là nhà làm tiệm giặt ủi luôn á. Nhiều khi đây là những thông tin mà ban tổ chức muốn đưa ra để đánh lạc hướng người ngồi dưới đây, sau đó những người ngồi dưới đây sẽ dùng những thông tin đó đánh lạc hướng những người trên đây. Tất cả chỉ là một sự dàn xếp. Thì bây giờ anh nói thật mà em đang nói xong nói xạo như thế để cho em nói tội nghiệp, mà trong khi cái cuộc đời của anh là phải đội vương miệng hết đêm nay mà em lại làm như thế, thằng bé này không đoán được gì thua, thế là em lại đội vương miệng luôn à? Anh thích à? Anh thích tự nhiên à? Ừ hình như là em không có thích nè. Trời ơi, xa xăm. Nhạc lên cái mặt thơ thơ liền. Ra đi ạ. À. Ra đi chị ơi. Ra đi cho mọi người thấy. Trời ơi. Ôi đẹp quá. Quỳnh Quỳnh. Quỳnh đâu tướng đẹp vậy? Không, đẹp lắm trời, nó đẹp lắm. Quỳnh. Quỳnh Quỳnh đó. Mưa trôi cả bầu trời nắng chợt theo những nỗi buồn mất lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu. Em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là Thì Chi. Thì Chi hả? Em muốn hỏi anh rằng em biết chúng ta là thế nào. Ai? Một người quen của em. Người đến vô em mà chẳng quen. Trách sao được sự tàn nhẫn. Ami anh chót vô tình. Min thương em như là em gái. Đừng lo lắng về khi mà anh vẫn còn yêu em, càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mềm sâu bờ môi ấm áp dịu dàng với anh. Em đã bao lần nhớ xa, nhìn trên cao khoảng trời yêu mà anh lỡ dành cho em. Giờ mây đen nguyện thành bão giông tố đang dần kéo đến. Trời non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa. Mưa rơi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn lại. Ai bé gái hôm nay đội cái tóc quá đẹp, nhìn xa mà không nhìn kỹ là nhận không ra luôn. Đúng tại rồi, khác biệt hoàn toàn luôn. Thiệt luôn, lạ quá. Bởi bạn là đã chuyển vào Nam sống luôn rồi, là đang bên công ty của Virus. Thùy Chi bữa đi mới quay chương trình với anh xong, đây là những lời nói thật lòng mà anh cũng có dạy anh. Hồi nãy Trinh Tuấn Kiệt là rất là lớn, là em biết rồi. Em biết ai? Em tưởng là bạn Như Thùy. Ai? Như Thùy. Thùy Chi chứ Như Thùy gì? Tưởng là Như Thùy, nhưng mà sau khi em nghe cái đoạn điệp khúc á, cái cách xử lý đó thì em thấy là không phải. Cái này là một chị, em có xem qua những cái video của chị, em đoán nghi thôi. Sai, chị là sai liền. Như thế nào? Không phải chị hả? Đây là một người hát được, sáng tác được luôn, rất nổi tiếng. Đúng rồi, người này quá thân thành rất là nhiều nhân vật. Tên có một chữ nói liên tiếp với nhau. Coi nhà Thủy diễn Cẩm Ly chưa? Minh Tuyết, Hột Hà, giọng nào cũng làm được hết. Nhật Thủy. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, với cái bài Em Gái Mưa và cái giọng vừa rồi, cái giọng mà mỏng mỏng, manh manh, the the rồi đó, khó đoán. Giống giống nhau. Bây giờ nè, Thái Trinh cũng có thể là hát vậy được. Biết chơi nhạc cụ. Đúng vậy. Nhưng mà cái vụ ẩm em bé là không có nè. Không cần biết. Nhìn tôi đi, tôi nhìn che, tôi thấy rồi. Phải không? Biết ai đúng không? Cái gì? Một cái người ca sĩ mà nhạc sĩ luôn,
Tôi biết chưa đấy, tôi biết chú gửi cho tôi lại rồi. Ai? Lily đúng không? Cái gì? Lily á? Lily. Nhưng mà tôi nghĩ là không có đơn giản dễ vậy đâu. Nhưng mà tại Lily đâu có liên quan gì tới em bé. Trời ơi, đừng có tin mấy cái thông tin đó. À, cái giọng hát là giống Hương Ly đúng không? Khánh nói là Lily. Nhưng mà cái giọng hát thì nói là hình như là giống Hương Ly. Nhưng mà đâu phải đâu, bên này bé con bé gì mà... Ủa em ơi, ồ, sao em hóa trang giống dữ vậy ta? Ờ, giống Hương Ly. Cái ý là cái cách ca giống Hương Ly. Đúng rồi. À. Nghe giống là Hương Ly. Đúng à. Nhật Thủy. Nhật Thủy. Đúng rồi, nên tự nhiên đeo cái tóc lên che cái mặt chị cũng nhận luôn. Ừ, em tóc mái che hết mặt. Mà. Rồi hỏi đi. Thưa bạn bí ẩn, mà dạ mình có biết nhau không ạ? Ờ, dạ mình không biết nhau. Con trai nha, giọng con trai nha. Con trai hả? Con trai. Con trai mà hóa trang thành con gái. À, ai mà hát được hai giọng nam nữ? Không. Hỏi lại đi. Bạn là nam hay nữ? Mình là nữ. Thôi, ghê quá. Ghê sao? Giọng như Thì Chi mà nói chuyện như chú Tạ Minh Tâm. Giọng như Thì Chi mà nói chuyện như chú Tạ Minh Tâm. Bạn là người Bắc hay người Nam ạ? Mình là người Bắc. Ây nhưng dơ. Đang vào Nam lập nghiệp. Nhưng mà bạn này em có đang trả lời em thiệt không ta? Thiệt. Một người quen của em lắm luôn. Không, bạn này là biết hát nhiều giọng á kìa. Thiệt á chứ, nãy giờ em đang tin mọi người luôn á. Trong đầu chú có đáp án chưa? Có à. Hai đáp án lận. Nói. Mời đi. Em nghe cái cách xử lý cái bài hát á thì là em thấy là giống Lily với lại Hương Ly. Cái chỗ mà cái luyến á. Mà em nghiêng về phía Hương Ly hơn. Được, à, quá tuyệt vời, bỏ tay. Hương Ly. Hương Ly đây, Hương Ly đây. Hương Ly. Thiệt không? Hương Ly. Chắc không? Chắc là Hương Ly. Hương Ly. Em lấy cái dương miệng coi. Hương Ly. Hương Ly người ta ốm. Còn cái này là cái chị này nhìn xa xa là tôi hơi tưởng tròn. Cô Ly Giang luôn á chú. Cô Ly Giang luôn á chú. Khoan, nhưng mà là cái này là cái bộ đồ nó làm dày lên hay là do người ta to thiệt? Không biết. Không biết. Bộ đồ nó làm dày thôi hơn. Em vẫn giữ lập trường của mình. Ai? Là Hương Ly. Hương Ly. Lúc đầu thì nói là Ly Ly, sau này lại nói là Hương Ly. Tức. Tức vừa vào đâu mà em nhận ra đó là Hương Ly. Em canh theo cái cách xử lý bài hát, cách hát. Em hát chung với người ta chưa mà xử lý gì? Em có nghe qua. Anh cũng nghe qua vậy? Nhưng mà vậy là sao anh không phải hả? Anh không biết. Ê, thôi bây giờ anh cho em một cái kiểu là cái hint cuối cùng để em sẽ tin theo lời của anh. Đẹp. Đó đẹp, đẹp thiệt. Ai cũng đẹp mà. Em nói là sao vậy? Buka đâu có đẹp, Buka đâu có đẹp. Đó gì cũng đẹp mà anh. Cái này Buka luôn đẹp. Không phải. Ý đang nói là ai cũng đẹp, phụ nữ nào cũng đẹp. Và quyết định cuối cùng vẫn là Hương Ly. Mời đoạn âm nhạc còn lại. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng ngay đến vô tận, trách sao cuộc đời tàn nhẫn. Anh trốn vô tình, thương em như là em gái. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm, đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mím sâu bờ môi, ấm áp dịu dàng vai anh. Em đã bao lần yêu rồi, nhưng chẳng cao không chỉ yêu mà anh lỡ dành cho em. Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến. Trời non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn lạnh. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu anh.
càng xa lánh, càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Sai đó. Tất cả thôi, nụ cười nguyện sau bờ môi, ấm áp dịu dàng vai anh. Em đã bao lần liên xa, nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho ai. Giờ mây đen quyện thành bão giông, tố đang dần kéo đến, trôi non háo hức đang đợi rất giống em ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh. Nhớ những chân thề ở bên, nuốt nước lúc lòng nhẹ tay I cannot feel your love. Đúng rồi. Như tập trước luôn á, y chang tập trước, y chang một màn trình diễn đã tập vượt, tập một tháng trời, tập rồi, đây chắc chắn là tập rồi, không có, em không chịu. Nhưng mà là tại vì em nghe cái cách xử lý là em biết cái khúc hát điệp khúc á, nghe rất là đặc trưng, cho nên là em biết liền. Thôi rồi, rất dễ. Tại sao cho em với Hà tập trước mà cho cặp này tập trước vậy? Tại vì có những màn song ca có tập hoài cả đời vẫn vậy. Nhưng mà mọi người đã thắc mắc là hai đứa em tập trước đúng không? Dạ không có tập, dạ, chưa. Tại vì chương trình này là chương trình có một bức tường ngăn cách giấu, không hề họ biết nhau. Họ đến với đây, mỗi người tự tập riêng phần của mình rồi kết hợp với nhau. Mà tại vì người ta hay là vì sao? Vì người ta là giọng ca chuyên nghiệp. Còn này giọng ca Đồng Nai. Giọng ca nghe nặng quá. Giọng ca Đồng Nai. Giọng ca đặc trưng luôn, cất lên là biết. Hương Ly, nói đôi điều nào. Dạ, em xin kính chào tất cả các anh các chị ạ. Và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt tại đây ạ. Vâng, em là Hương Ly ạ. Dạ, và ngày hôm nay thì em rất là hào hứng với cái chương trình này, vì thực sự là sau khi nghe format của chương trình này thì thấy rất là vui, mà cũng càng vui nữa khi mà được hát cùng với cả bạn G. Nghe biết, chưa hát với ca sĩ nữ đến đây gặp em nghe tông là em biết nữ là chính xác. Sau đó là đoán hai lần mới chính xác. Dạ, lúc đầu tại vì á, là Khánh nói Lily là cũng hợp lý, là tại cũng biết chơi nhạc cụ, cũng sáng tác nhạc đó. Nhưng mà sau khi mà em nghe chị Ly hát là em thấy cái đoạn điệp khúc đó là cách xử lý là này là của Hương Ly chứ không phải là Lily. Thưa quý vị thân mến, nhân vật bí ẩn cuối cùng là Hương Ly và Ghi Tú Kiệt là người đoán chính xác. Điều đó đồng nghĩa với việc hai đúng mẹ. Chính xác. Em không chịu đâu, hai chương người đều dễ mà cho hai đứa đó. Hai em nói là tập luôn rồi ha, cho nên vui đi. Em chưa tập đâu. Người ở dưới coi mình rất là mừng.